Chào mừng các bạn đến với channel SBN Sentai, mình là Linh Nguyễn. Video hôm nay, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu về tổng hợp tất cả các Ryusho có trong tựa phim Kishiryu Sentai Ryusoujo nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Ryusho là một thiết bị đa dụng của các chiến binh Ryusoujo. Chúng có ngoại hình giống với phần đầu của các động vật trong thời cổ đại. Mỗi Ryusho thì đều mang trong mình sức mạnh và linh hồn của một loài khủng long tương ứng. Và vì vậy, Ryusho cũng sở hữu vô số các chức năng đa dạng khác nhau nhằm để giúp các chiến binh có thể khai thác và sử dụng. Để nói qua về nguồn gốc thì các Ryusho được tạo ra từ sự kết tinh bởi thứ năng lực đặc biệt của mỗi Kishiryu trong thời cổ đại. Tuy nhiên, cũng có một số các Kishiryu chỉ cung cấp sức mạnh Ryusho của mình cho những chiến binh mà chúng lựa chọn và coi là xứng đáng, còn nếu không được công nhận thì sẽ chẳng thể nào kích hoạt được. Như chúng ta đã biết, một số loại Ryusho được tiếp nhận trực tiếp và sử dụng bằng một cách thoải mái, nhưng cũng có vô số các loại Ryusho phụ trợ khác chỉ có thể được tìm thấy và sử dụng trong một khoảng thời gian thông qua việc khai quật khi chúng đang bị hóa thạch ở khắp mọi nơi. Và vì vậy, mỗi chiến binh đều sẽ được tích trữ cho mình rất nhiều các loại Ryusho phụ trợ khác nhau rồi cất nó vào bên trong một chiếc túi vải. Điển hình là nếu có một Ryusho phụ trợ nào đó có dấu hiệu lóe sáng hoặc phát ra những âm thanh như tiếng gầm của loài khủng long thì đó chính là sự báo hiệu rằng tuổi thọ của nó đã đến lúc hết hạn và chúng sẽ bị biến thành các Ryusho mang hình dạng thô sơ. Sau đó, các chiến binh sẽ cần phải đi thu thập tiếp để sử dụng. Đây cũng chính là minh chứng cho việc một Kishiryu hoàn toàn có thể tạo ra vô số các bản sao Ryusho của mình. Trong quá trình tìm kiếm, nếu chiến binh có khả năng nghe được tiếng nói của Ryusho thì họ sẽ có thể phát hiện ra chúng bằng một cách dễ dàng hơn những người khác. Chính vì yếu tố thu thập vật phẩm mang tính cá nhân này mà các chiến binh cũng có thể tụ họp lại với nhau để trao đổi qua lại giữa các Ryusho phụ trợ mà bị trùng lặp chẳng hạn. Và đây cũng chính là series đầu tiên sở hữu các thiết bị đa dụng có hạn sử dụng. Ryusho được các chiến binh kích hoạt chủ yếu trên một số các thiết bị biến đổi hoặc vũ khí cá nhân của họ. Bằng cách lật khớp phía trên mặt của Ryusho có hình đầu khủng long lên phía trên nhằm khiến cho hình ảnh của một kỵ sĩ cầm kiếm và khiên sẽ được xuất hiện đầy đủ. Sau đó, họ sẽ chèn Ryusho vào phần rãnh khớp trên thiết bị hoặc là trên vũ khí để kích hoạt sức mạnh. Ryusho thường được các chiến binh dắt nó vào bên trong một chiếc hộp khóa của thắt lưng được gọi là Ryusho Poker. Chiếc hộp khóa này được thiết kế dựa trên hình dạng của một quả trứng khủng long vỡ có màu vàng kim. Tuy nhiên, ở bộ đồ của Ryusho Gold lại có một biến thể khác của chiếc hộp khóa này mang màu bạc và được gọi với tên riêng là Ryusho Parker G. Ngoài ra, bên hông phải của họ cũng được dắt thêm hai Ryusho phụ trợ ở trạng thái nghỉ nữa. Cũng vì thế, trong mỗi cuộc chiến, Ryusho luôn đóng vai trò là thứ vật phẩm thiết yếu nhằm cung cấp những nguồn sức mạnh vô cùng to lớn cho các chiến binh để họ có thể chiến đấu chống lại thế lực phản diện Dodoidon. Mỗi khi có một cơ khí Kishiryu nào đó có thể chuyển đổi sang dạng hình người thì một số loại Ryusho sẽ được hóa to kích thước của bản thân để kết hợp với chúng và tạo thành phần đầu cho robot. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đi vào tìm hiểu về các nhóm phân loại của Ryusho nhé. Loại thứ nhất được gọi là Ryusho chuyển đổi và đúng như tên gọi của nó, loại này dùng để biến đổi hình dạng của người dùng. Ryusho chuyển đổi thứ nhất là Red Ryusho, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kishiryu Tyranigo, mang hình ảnh của một loài khủng long bạo chúa, đó là Tyrannosaurus Rex, hay thường được gọi là T-Rex. Chữ Rex có nghĩa là vua trong tiếng Latin. Đây là một trong những loài động vật săn mồi đáng sợ hàng đầu của trái đất vào khoảng 66 triệu năm về trước. Khi sử dụng, Red Ryusho sẽ giúp cho người dùng có thể biến đổi thành chiến binh Ryusho Red. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Red Ryusho sẽ tạo ra phần đầu cho robot Kishiryu O. Ryusho chuyển đổi thứ hai là Blue Ryusho, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kishiryu Toriken. Cơ khí này được dựa trên hình ảnh của một loài khủng long ba sừng, đó là Triceratops, hay còn được gọi là Tam Giác Long. Đây là một loài khủng long cũng rất nổi tiếng trên thế giới, sống ở cuối thế kỷ phấn trắng vào khoảng 68 triệu năm về trước. Khi sử dụng, Blue Ryusho sẽ giúp cho người dùng có thể biến đổi thành chiến binh Ryusho Blue. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Blue Ryusho sẽ tạo ra phần đầu cho robot Kishiryu Otoriken. Ryusho chuyển đổi thứ ba là Pink Ryusho, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kishiryu Ankyloze, mang hình ảnh của một loài khủng long bọc thép, đó là Ankylosaurus.
Loài này còn được mệnh danh là một cỗ xe tăng hạng nặng sống vào khoảng 68 triệu năm về trước ở cuối kỷ phấn trắng. Khi sử dụng, Pink Ryuso sẽ giúp cho người dùng có thể biến đổi thành chiến binh Ryuso Pink. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Pink Ryuso sẽ tạo ra phần đầu cho Robo Kishiryu Ankyroze. Ryuso chuyển đổi thứ tư là Green Ryuso, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kishiryu Taigaramser, được mô phỏng theo hình dáng của một loài động vật trong thời tiền sử, đó là Smilodon, hoặc nó cũng có thể được gọi là hổ răng kiếm. Loài này sống ở châu Mỹ trong thế canh tân 10.000 năm trước. Khi sử dụng, Green Ryuso sẽ giúp cho người dùng có thể biến đổi thành chiến binh Ryuso Green. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Green Ryuso sẽ tạo ra phần đầu cho Robo Kishiryu Taigaramser. Ryuso chuyển đổi thứ 5 là Black Ryuso, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kishiryu Mirunidoru, mang hình ảnh của một loài khủng long hư cấu có tên là Nidosaurus. Thực chất, chủng loài chính thức của nó là Mirugaya. Đây là một loài khủng long cổ dài, tồn tại vào khoảng 150 triệu năm về trước ở trong kỷ Jura muộn. Khi sử dụng, Black Ryuso sẽ giúp cho người dùng có thể biến đổi thành chiến binh Ryuso Black. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Black Ryuso sẽ tạo ra phần đầu cho Robo Kishiryu Mirunidoru. Ryuso chuyển đổi thứ 6 là Gold Ryuso, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kishiryu Mosarikus. Cơ khí này được dựa trên hình ảnh của một loài thằn lằn tiền sử ở biển, đó là Mosasaurus, hay còn được gọi là Thương Long. Loài này tồn tại vào khoảng 67 triệu năm về trước ở trong kỷ phấn trắng muộn. Khi sử dụng, Gold Ryuso sẽ giúp cho người dùng có thể biến đổi thành chiến binh Ryuso Gold. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Gold Ryuso sẽ tạo ra phần đầu cho Robo Kishiryu Neptune. Ryuso chuyển đổi thứ 7 là Ryuso Gaiso. Thực chất, chiếc Gaiso này chỉ là một phiên bản làm lại từ Red Ryuso, mang ngoại hình cấu tạo tương tự, chỉ khác về màu sắc họa tiết và phần mặt của Robo phía sau lưng. Tuy nhiên, không rõ chính xác nó có nắm giữ linh hồn của một loài khủng long nào đó hay không, Ryuso Gaiso chỉ được biết đến là một công cụ biến đổi của Nada thông qua vũ khí Gaiso Ken để giúp anh ta có thể trở thành hiệp sĩ Gaiso Gự. Tiếp theo là phân loại nhóm thứ 2 được gọi là Ryuso phụ trợ, dùng để mở khóa các loại trang bị giáp tay đi kèm với là một món vũ khí nào đó, hoặc nó cũng có thể dùng để thi triển một kỹ năng đặc biệt cho người dùng. Ryuso phụ trợ thứ nhất là Nobiso, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kishiryu Nobisoryu, được mô phỏng theo hình dáng của một loài khủng long có chiếc mào độc đáo, đó là Lambiosaurus. Loài này sinh sống trong kỷ phấn trắng muộn vào khoảng 75 triệu năm về trước. Đặc điểm nổi bật nhất là chúng có phần mào mang hình dáng giống như lưỡi diều. Khi sử dụng, Nobiso sẽ giúp cho người dùng có thể phóng ra một chiếc dây thun từ phần giáp tay của họ để bắt giữ hoặc lôi kéo đối phương. Hoặc phần lưỡi kiếm từ Ryuso Ken cũng có thể được kéo dài ra tầm xa giống như một chiếc roi để quật tan mọi đối thủ. Ryuso phụ trợ thứ hai là Katasaur, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kishiryu Katasauryu. Cơ khí này được dựa trên hình ảnh của một loài rùa biển đã bị tuyệt chủng từ lâu, đó là Archeron. Nó còn được mệnh danh là loài rùa biển lớn nhất từng được biết đến. Loài này tồn tại vào khoảng 80 triệu năm về trước, vào cuối kỷ phấn trắng. Khi sử dụng, Katasaur sẽ giúp cho cơ thể của chiến binh trở nên cứng rắn và kiên cố như những chiếc mai rùa, nhằm giúp họ có thể tăng cường khả năng chống chịu sát thương cho bản thân. Hoặc, khi người dùng không ở hình thức biến đổi, thì Katasaur hoàn toàn có thể được di chuyển lên bất cứ một ai đó và giúp cho họ đóng băng toàn bộ cơ thể để ngăn chặn mọi đòn tấn công đến từ kẻ thù. Ryuso phụ trợ thứ 3 là Yawarakaso, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kishiryu Yawarakasoryu, mang hình ảnh của một loài khủng long tự đà, đó là Strutheomimus. Loài này tồn tại vào khoảng 70 triệu năm về trước, ở trong kỷ phấn trắng muộn. Chúng có ngoại hình khá giống với một con đà điểu, tuy vậy, kích thước của nó có phần khác hơn một chút, sở hữu một chiếc đuôi rất dài dùng để giữ thăng bằng, và đặc biệt hơn các loài khủng long khác ở chỗ, chiếc mỏ của chúng không hề có răng. Khi sử dụng, Yawarakaso sẽ giúp cho người dùng có thể làm mềm một mặt phẳng hoặc là bất cứ một vật thể nào đó. Ngoài ra, xuyên suốt trong các tập phim, Yawarakaso chưa từng được trông thấy hình thức giáp tay của nó. Ryuso phụ trợ thứ tư là Tsuyosou, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kishiryu Tsuyosoryu,
mang hình dạng của một loài động vật bò sát có họ hàng với cá sấu, đó là Rauisuchus. Loài này tồn tại vào khoảng 235 triệu năm về trước ở trong kỳ Tam Điệp. Thức ăn của chúng là những loài bò sát hay thậm chí là ăn cả những con khủng long sơ khai. Khi sử dụng, To Your Soul sẽ giúp cho người dùng có thể nâng cấp sức mạnh tấn công của mình lên gấp nhiều lần. Khi đó, các cú chém của họ sẽ tạo ra các vệt năng lượng mang hình dạng giống như những cú cào xé tới kẻ thù. Ryu Soul phụ trợ thứ 5 là Puku Puku Soul, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kichiryu Puku Puku Soul Ryu, mang hình dạng của một chú khủng long chân chim, đó là Arcturinus. Loài này sinh sống ở đầu kỷ phấn trắng vào khoảng 107 triệu năm về trước. Đặc điểm nổi bật của chúng là có một phần mõm cong đặc trưng, đi kèm với đó là chiếc vỏ muối được nhô lên trên cao. Tuy nhiên, chiếc vỏ muối kỳ lạ này của chúng không phải chỉ để cho đẹp đâu nhé, mà bên trong nó còn chứa các mô để làm mát máu, tiết kiệm nước hoặc nâng cao khứu giác cho cơ thể của chúng nữa đấy. Khi sử dụng, Puku Puku Soul sẽ giúp cho người dùng có thể biến đổi cơ thể của một mục tiêu bất kỳ trở nên mất trọng lực và phình to ra như một quả bóng hơi rồi bay lơ lửng lên không trung. Ryu Soul phụ trợ thứ 6 là Omo Soul, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kichiryu Omo Soul Ryu, mang hình ảnh của một loài khủng long lớn nhất trên trái đất, đó là Brachiosaurus. Loài này tồn tại vào khoảng 155 triệu năm về trước trong cuối kỷ Jura, hay còn gọi với cái tên là Uyển Long. Khi sử dụng, Armor Soul sẽ giúp cho người dùng được trang bị thêm một chiếc truy xích ở trên tay nhằm giúp họ có thể tạo ra các cú quăng đập mạnh mẽ cho kẻ thù khi ở phạm vi tầm gần. Hoặc nếu ở phạm vi quá xa, họ sẽ triệu hồi ra một chiếc truy xích năng lượng bằng kích cỡ lớn để khóa chặt vào mục tiêu rồi vật ngã chúng. Trong một số trường hợp, chiếc truy xích trên phần giáp tay của chiến binh còn có thể tạo ra lực hấp dẫn từ nó ở một vị trí chỉ định. Ryu Soul phụ trợ thứ 7 là Nemu Soul, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kichiryu Nemu Soul Ryu, mang hình dạng của một loài khủng long cực nam, đó là Cryolophosaurus. Loài này tồn tại vào thời kỳ đầu của kỷ Jura vào khoảng 170 triệu năm về trước. Tên gọi của nó còn có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ, có nghĩa là con khủng long có mào đông lạnh. Ngoài ra, chúng còn được xem như những loài khủng long bá chủ của đầu kỷ Jura, tạo ra vô số các nỗi khiếp sợ cho những loài vật xung quanh. Khi sử dụng, Nemu Soul sẽ giúp cho người dùng có thể làm cho một đối tượng nào đó trở nên chìm đắm vào trong giấc ngủ thông qua những giai điệu nhạc. Ryu Soul phụ trợ thứ 8 là Mitsuto Soul, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kichiryu Mitsuto Soul Ryu, mang hình ảnh của một loài khủng long tiền sừng, đó là Protoceratops. Chúng tồn tại vào khoảng 75 triệu năm về trước, ở cuối kỷ phấn trắng. Đây là một trong những nhóm loài khủng long có sừng ở thời kỳ đầu. Khi sử dụng, Mitsuto Soul sẽ giúp cho người dùng có thể giải phóng ra một làn xương có màu xanh ngọc nhằm để giải trừ trạng thái hóa đá của một số đối tượng bất kỳ nào đó. Hoặc trong một số trường hợp, Mitsuto Soul còn có thể giúp cho chiến binh tạo ra một cơn mưa để dập tắt những đám cháy lớn. Ryu Soul phụ trợ thứ 9 là Muki Muki Soul, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kichiryu Muki Muki Soul Ryu, mang hình ảnh của một loài khủng long màu kép, đó là Dilophosaurus. Loài này tồn tại vào khoảng 193 triệu năm về trước, vào đầu kỷ Jura. Chúng được biết đến bởi cặp màu đặc biệt ở trên phần đầu. Theo một số nhận định cho rằng, chiếc màu đó có thể được sử dụng để hút bạn tình hoặc là để đe dọa đối thủ chẳng hạn. Khi sử dụng, Muki Muki Soul sẽ giúp cho người dùng có thể biến phần cơ bắp ở hai bên tay của mình trở nên khổng lồ nhằm nâng cao mức độ sức mạnh cho các cú đấm của họ trở nên uy lực hơn. Ryu Soul phụ trợ thứ 10 là Mikage Soul, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kichiryu Mikage Soul Ryu, mang hình ảnh của một loài khủng long sọ dày, đó là Pachycephalosaurus. Loài này sống vào cuối kỷ phấn trắng, vào khoảng 66 triệu năm trước đây. Khi sử dụng, Mikage Soul sẽ giúp cho người dùng có thể đánh bóng một bề mặt ở một vị trí bất kỳ, làm cho kẻ thù dễ bị trơn trượt khi đứng trên đó. Hoặc bề mặt làm bóng đó cũng có thể lợi dụng ánh sáng từ mặt trời để phản chiếu lại luồng sáng tới kẻ thù và làm cho chúng bị chói mắt. Ryu Soul phụ trợ thứ 11 là Mie Soul, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kichiryu Mie Soul Ryu, được mô phỏng theo hình dáng của một loài động vật ăn cỏ bằng kích cỡ lớn, đó là Iguanodons. Chúng sống cách đây 125 triệu năm vào đầu kỷ phấn trắng. Điểm đặc biệt của nó là sở hữu trong mình một hàm răng rất khỏe, cùng với đó là một cặp móng vuốt sắc nhọn ở hai chân trước. Khi sử dụng, Mie Soul sẽ giúp cho người dùng có thể tăng cường khả năng thị giác của bản thân,
Khi đó, tầm nhìn của họ sẽ ngang bằng với một chiếc kính thiên văn nhằm để giúp họ định vị một con người hoặc một vật thể nào đó bằng một cách rõ ràng nhất. Trong một số trường hợp, Mirror Soul còn giúp chiến binh có thể nhìn ra điểm yếu trên cơ thể của kẻ thù. Real Soul phụ trợ thứ 12 là Mawari Soul, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kichiryu Mawari Soul Ryu. Cơ khí này được dựa trên hình ảnh của một loài khủng long săn mồi có kích cỡ lớn nhất nhì trên thế giới, đó là Utahraptor. Chúng tồn tại vào khoảng 126 triệu năm về trước, ở thời kỳ đầu của kỳ phấn trắng, hay còn được biết đến với biệt danh kẻ săn mồi của Utah. Tên gọi của nó được đặt dựa trên tên của tiểu bang Utah, nơi mà họ đã phát hiện ra loài này. Khi sử dụng, Mawari Soul sẽ giúp cho người dùng có thể làm cho một mục tiêu nào đó trở nên quay vòng vòng nhằm khiến chúng bị choáng váng đầu óc. Hoặc Mawari Soul cũng có thể giúp cho người dùng quay tròn cơ thể của mình với một tốc độ lớn để tạo ra một cơn gió lốc cực mạnh nhằm thổi bay những đám khói độc đang bao phủ. Real Soul phụ trợ thứ 13 là Mabushi Soul, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kichiryu Mabushi Soul Ryu. Mang hình dạng của một loài khủng long sở hữu cú đá chết người, đó là Deinonychus. Theo tiếng Hy Lạp thì tên gọi của nó có nghĩa là móng vuốt kinh hoàng. Loài này tồn tại vào khoảng 115 triệu năm về trước, thời điểm đầu của kỳ phấn trắng. Khi sử dụng, Mabushi Soul sẽ giúp cho người dùng có thể phát ra một luồng ánh sáng chói lọi từ bộ giáp tay của họ, làm cho tất cả mọi người xung quanh bị chói mắt và không thể quan sát, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để chiến binh có thể tạo ra các đòn tấn công nhanh chóng cho kẻ thù. Real Soul phụ trợ thứ 14 là Kusa Soul, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kichiryu Kusa Soul Ryu, được mô phỏng theo hình dáng của một loài thần lằn bay mang kích cỡ khổng lồ, đó là Quetzalcoatlus. Loài này sinh sống vào khoảng 68 triệu năm về trước, ở cuối kỳ phấn trắng. Chúng là một trong những loài động vật bay nổi tiếng và lớn nhất của mọi thời đại. Khi sử dụng, Kusa Soul sẽ giúp cho người dùng có thể tạo ra một làn sương vàng mang mùi hôi khó chịu cho tất cả những kẻ xung quanh họ. Real Soul phụ trợ thứ 15 là Kunkun Soul, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kichiryu Kunkun Soul Ryu. Cơ khí này được dựa trên hình ảnh của một loài khủng long hông chim, đó chính là Meiosaur. Chúng tồn tại vào khoảng 74 triệu năm về trước, ở cuối kỳ phấn trắng. Meiosaur còn được mệnh danh là bà mẹ khủng long tốt, bởi vì nó nổi tiếng nhất từ hành vi chăm sóc con non của chúng. Khi sử dụng, Kunkun Soul sẽ giúp cho người dùng nâng cao khả năng khứu giác của bản thân. Khi đó, họ sẽ có thể truy tìm dấu vết của kẻ địch thông qua mùi hương được toát ra từ cơ thể của chúng. Real Soul phụ trợ thứ 16 là Kotae Soul, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kichiryu Kotae Soul Ryu, được mô phỏng theo hình dáng của một loài khủng long màu vịt mang kích cỡ lớn, đó là Edmontosaurus. Chúng tồn tại vào khoảng 73 triệu năm về trước, ở cuối kỳ phấn trắng. Tương tự như một số các loài khủng long có mỏ vịt khác, Edmontosaurus sở hữu trên mình một cơ thể cồng kềnh với cái đuôi dài và dẹt, cùng với một cái mõm mở rộng giống như con vịt. Khi sử dụng, Kotae Soul sẽ giúp cho người dùng có thể làm cho một đối tượng bất kỳ tiến vào trạng thái mê man. Sau đó, họ sẽ đưa ra những câu hỏi và người bị mê man sẽ tự động trả lời bằng một cách trung thực nhất. Không những thế, Kotae Soul còn có thể gợi lại những ký ức mà đã bị lãng quên của đối phương. Ngoài ra, Kotae Soul chưa từng được trông thấy hình dạng giáp tay của nó là như thế nào. Real Soul phụ trợ thứ 17 là Kike Soul, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kichiryu Kike Soul Ryu, mang hình dạng của một chi khủng long ăn thịt rất hung bạo, đó là Allosaurus, hay còn có tên gọi là dị long. Loài này tồn tại vào khoảng 155 triệu năm về trước, ở trong kỳ Jura. Chúng được khá nhiều người biết đến và nổi tiếng thứ hai chỉ sau khủng long bạo chúa T-Rex. Khi sử dụng ở nhân dạng người thật, Kike Soul sẽ giúp cho người dùng có thể nâng cao khả năng thính giác cho bản thân đến mức họ còn có thể nghe rõ được những thứ âm thanh ở khoảng cách rất xa. Ngoài ra, Kike Soul chưa từng được trông thấy chiến binh sử dụng nó khi họ đang ở trong hình thức biến đổi, nên chưa rõ hình dạng giáp tay của nó là như nào. Real Soul phụ trợ thứ 18 là Chisa Soul, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kichiryu Chisa Soul Ryu. Cơ khí này được dựa trên hình ảnh của một loài khủng long có chân đốt lớn, đó là Mebusaurus. Chúng sống vào khoảng 97 triệu năm về trước, ở trong kỳ phấn trắng, hay còn được gọi với cái tên là thần lằn đất. Khi sử dụng, Chisa Soul sẽ giúp cho người dùng có thể biến đổi vô số các đối tượng nào đó trở nên nhỏ bé hơn so với hình dạng thực tế của họ. Điển hình như Cole và Meruto đã thu nhỏ kích thước của mình để chui vào bên trong cơ thể của Asuna chẳng hạn.
Ngoài ra, chi xa xô chưa từng được trông thấy hình thức giáp tay của nó trong hình dạng chiến binh. Ryuso phụ trợ thứ 19 là Karuso, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kichiryu Karuso Ryu. Cơ khí này được dựa trên hình ảnh của một loài khủng long bay, đó là Archaeopteryx. Chúng còn được mệnh danh là điểu long lông vũ. Loài này sinh sống ở cuối kỷ Jura vào khoảng 147 triệu năm về trước. Khi đó, chúng được xem là những cỗ máy diệt mồi ở trên không trung. Theo một số các nhà khoa học, loài khủng long này còn chính là tổ tiên của rất nhiều loài chim hiện đại ngày nay. Khi sử dụng, Karuso sẽ giúp cho người dùng có thể thay đổi trọng lượng của vô số các vật thể nào đó. Nhờ vậy, họ sẽ dễ dàng thao túng được hướng di chuyển của chúng. Ryuso phụ trợ thứ 20 là Kakureso, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kichiryu Kakureso Ryu, được mô phỏng theo hình dáng của một loài khủng long chân đốt mang kích cỡ lớn, đó là Megalosaurus. Chúng tồn tại ở giữa kỷ Jura vào khoảng 166 triệu năm về trước. Megalosaurus còn được mệnh danh là thần lằn vĩ đại. Khi sử dụng, Kakureso sẽ giúp cho người dùng có thể biến bản thân họ trở nên tăng hình, bao gồm tất cả những người ở gần phạm vi thi triển. Ryuso phụ trợ thứ 21 là Hayaso, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kichiryu Hayaso Ryu, được mô phỏng theo hình dáng của một loài khủng long có bốn cánh, đó là Microraptor. Loài này sinh sống trong khoảng 125 triệu năm về trước, ở trong kỷ phấn trắng. Đây còn là một trong những loài khủng long nhỏ bé nhất thế giới. Khi sử dụng, Hayaso sẽ giúp cho người dùng có thể tăng mạnh khả năng di chuyển của bản thân. Khi đó, các cuộc tấn công mà họ tạo ra sẽ có tốc độ nhanh như chớp, khiến cho mọi kẻ địch bị hạ gục mà không thể kịp trở tay. Ryuso phụ trợ thứ 22 là Gyakuso, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kichiryu Gyakuso Ryu, mang hình dạng của một loài khủng long màu kiếm, được gọi là Parasaurolophus. Loài này sống vào khoảng 75 triệu năm về trước, trong thời kỳ cuối kỷ phấn trắng, hay còn được gọi là khủng long màu vịt. Khi sử dụng, Gyakuso sẽ giúp cho người dùng có thể tái tạo lại một vật thể nào đó khi chúng vừa mới bị vỡ ra thành nhiều mảnh. Tuy nhiên, nếu vật đó đã bị vỡ trong một khoảng thời gian quá lâu, thì Gyakuso sẽ không thể nào thực hiện việc tái tạo được. Ryuso phụ trợ thứ 23 là Fueso, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kichiryu Fueso Ryu, mang hình ảnh của một loài khủng long thông minh nhất thế giới, đó là Truden. Loài này tồn tại vào khoảng 76 triệu năm về trước, ở trong kỷ phấn trắng. Điểm đáng chú ý nhất của Truden là bộ não lớn bất thường của nó so với cơ thể. Khi sử dụng, Fueso sẽ giúp cho người dùng có thể tạo ra một bản sao cho một mục tiêu nào đó, bao gồm cả chính bản thân họ. Ngoài ra, Fueso cũng chưa từng được trông thấy hình dạng giáp tay của nó. Ryuso phụ trợ thứ 24 là Kawakiso, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kichiryu Kawakiso Ryu, được mô phỏng theo hình dáng của một loài khủng long được mệnh danh là thần lằn mũi dày, đó là Pachyrhinosaurus. Chúng sinh sống trong kỷ phấn trắng muộn vào khoảng 70 triệu năm về trước. Đặc điểm nổi bật của loài này là có hai chiếc sừng trên diềm và một vết sừng dày ở phần mũi. Khi sử dụng, Kawakiso sẽ giúp cho người dùng có thể lùa tan toàn bộ những làn khói xương xung quanh họ bằng một cách nhanh chóng. Kế tiếp là phân loại nhóm thứ 3, được gọi là Power Up Ryuso, dùng để nâng cấp sức mạnh. Power Up Ryuso thứ nhất là Merameraso, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kichiryu Dimeburukeno. Cơ khí này được dựa trên hình ảnh của một loài bò sát lưỡng nha trong thời tiền sử, đó là Dimetrodon. Loài này tồn tại vào khoảng 280 triệu năm về trước, thuộc kỷ Permi. Chúng là động vật bò sát ăn thịt, nhưng lại thường xuyên bị nhầm với các loài khủng long, bởi vì kỷ Permi là thời kỳ phồn thịnh của các loài côn trùng. Chúng xuất hiện trước khủng long 50 triệu năm. Đặc điểm nổi bật nhất của Dimetrodon là có một cánh buồm lớn trên lưng do các gai xương sống kéo dài tạo ra. Theo cốt truyện, Dimeburukeno được miêu tả là một Kichiryu thích hỏi đáp, và nó chỉ ban sức mạnh cho những ai trả lời được câu hỏi do nó đặt ra, còn những ai không trả lời được, họ sẽ bị hóa thành tro bụi bởi những ngọn lửa rực cháy. Sau cùng, cô là người đã tìm ra đáp án và được nó chính thức lựa chọn để giao phó Merameraso của mình cho anh ta nắm giữ. Khi sử dụng, Merameraso sẽ giúp cho người dùng được trang bị thêm một bộ giáp mang kết cấu và hình dạng dựa trên Kichiryu Dimeburukeno. Hình thức này được gọi là Meramera Armor.
Trong chiến đấu, chiến binh có thể thực hiện các đòn tấn công dựa trên sức mạnh từ lửa để đốt cháy mọi kẻ thù muốn đương đầu. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Mera Merazo sẽ tạo ra phần đầu cho robot Kishiryu-o Dimebodukeno. Power-up Ryuso thứ hai là Piripiriso, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kishiryu Spinosanda, mang hình dạng của một loài khủng long có gai, đó là Spinosaurus. Loài này tồn tại vào khoảng 112 triệu năm về trước ở trong kỷ phấn trắng. Chúng còn được mệnh danh là kẻ săn mồi đáng sợ và còn được xếp ngang cơ với khủng long bạo chúa T-Rex. Khi sử dụng, Piripiriso sẽ giúp cho người dùng được trang bị thêm một bộ giáp mang kết cấu và hình dạng dựa trên Kishiryu Spinosanda. Hình thức này được gọi là Piripiri Armor. Trong chiến đấu, chiến binh có thể tạo ra các đòn tấn công dựa trên sức mạnh từ sét để giật điện hoặc là phóng ra những tia sét gay gắt về phía đối thủ chẳng hạn. Power up Ryuso thứ 3 là Piupiuso. Chiếc Ryuso này xuất hiện lần đầu tiên trong tập phim đặc biệt của Ryu Soldier, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kishiryu Dinomigo. Thực chất, chủng loài chính thức của nó là Tyrannosaurus Rex, giống hệt như Kishiryu Tyrannigo. Mặc dù được dựa trên hình ảnh của một loài khủng long bạo chúa, nhưng ở phần sừng mũi và đỉnh trán của Dinomigo đã khiến nó trông giống với một loài khủng long có sừng khác, đó là Ceratosaurus. Loài này sinh sống vào khoảng 148 triệu năm về trước và nó cũng được biết đến là một kẻ săn mồi nguy hiểm nhất nhì ở cuối kỷ Jura. Khác hơn so với tất cả các loại Power Up Ryuso khác, chiếc Piupiuso này có khá nhiều bản sao và nó lại chưa bao giờ được cho thấy khả năng có thể tạo ra một bộ giáp Piupiu Armor cho người dùng. Trong quá khứ, nó từng được sử dụng bởi tên phản diện Varuma trong hình dạng Gaisogu. Khi kích hoạt Piupiuso sẽ cho phép hắn ta có thể thực hiện các nhát chém dựa trên sức mạnh của gió để tạo ra những cơn lốc nhằm cuốn bay mọi đối thủ. Và ở tập 29 của thời điểm hiện tại đã cho thấy một bản sao khác cũng được Nada sử dụng khi anh ta đang khoác trên mình bộ giáp Gaisoku. Không chỉ vậy, trong tập 46 cũng đã xuất hiện thêm một bản sao khác nữa của Piupiuso, nó được sử dụng bởi Ryuso Brown, nhằm để cung cấp thêm sức mạnh cho một đối tượng chỉ định. Như đã thấy, các đòn tấn công liên hoàn từ Ryuso Green lúc đó đã được hỗ trợ thêm hiệu ứng từ những cơn gió lốc bởi Piupiuso. Ngoài ra, ở đầu tập phim đặc biệt, Piupiuso khi ở hình dạng khổng lồ, nó cũng đã cho thấy khả năng có thể tạo thành phần đầu cho robot Kishiryujin. Power up Ryuso thứ tư là Kurayamiso, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kishiryu Shadow Rabuta, được mô phỏng theo hình dáng của một loài khủng long chân thú, đó là Velociraptor, hay còn được gọi tắt là Raptor. Theo tiếng Latin, nó có nghĩa là kẻ cướp tốc độ. Sự tồn tại của loài khủng long này là vào khoảng 80 triệu năm về trước ở cuối kỷ phấn trắng. Kurayamiso được Kishiryu Shadow Rabuta trực tiếp giao phó cho Ryuso Gold sau khi anh ta giao đấu cùng với nó. Khi sử dụng, Kurayamiso sẽ giúp cho người dùng được trang bị thêm một bộ giáp mang kết cấu và hình dạng dựa trên Kishiryu Shadow Rabuta. Hình thức này được gọi là Kurayami Armor. Trong chiến đấu, chiến binh có thể thi triển các đòn tấn công dựa trên sức mạnh của bóng tối. Điển hình là khi Kanalo đã tạo ra một chiếc hố đen tử thần ở một vị trí bất kỳ và nó sẽ nuốt chửng mọi loại khí độc hoặc là vô số các vật thể nào đó ở xung quanh. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Kurayamiso sẽ tạo thành phần đầu cho robot Kishiryu Neputsun Shadow Rabuta. Power up Ryuso thứ 5 là Kagayakiso, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kishiryu Shain Rabuta. Tương tự như trên, chủng loài chính thức của nó là Velociraptor. Như được biết, vì muốn bảo vệ mạng sống cho mọi người, cô đã liều mình tiến để vào thế giới giữa sự sống và cái chết, được tạo ra bởi tên quái vật Nekuromansa. Sau đó, Kishiryu Shain Rabuta đã bất ngờ xuất hiện để giải cứu cho cô và giúp anh ta thoát khỏi thứ thế giới này. Có lẽ vì chứng kiến tinh thần dũng cảm từ cô, nên Shain Rabuta đã công nhận và giao phó Kagayakiso cho anh ta ngay sau đó. Khi sử dụng, Kagayakiso sẽ giúp cho người dùng được trang bị thêm một bộ giáp mang kết cấu và hình dạng dựa trên Kishiryu Shain Rabuta. Hình thức này được gọi là Kagayaki Armor.
Khi đó, chiến binh có thể sử dụng sức mạnh đến từ ánh sáng để chữa lành mọi vết thương cho vô số các mục tiêu chỉ định, miễn là những vết thương đó không phải do xung đột nội bộ của tộc Ryusou gây ra. Power Up Ryusou thứ 6 là Kosumoso, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kishiryu Kosumo Raputa, và cơ khí này cũng được dựa trên loài khủng long Velociraptor. Ở tập 22 đã chỉ ra rằng khi Kishiryu Shadow và Shaiin Raputa hợp nhất lại thành một, nó đã tạo ra Kosumoso. Và khi kích hoạt, Kosumoso sẽ giúp cho người dùng được trang bị thêm một bộ giáp mang kết cấu và hình dạng dựa trên hình ảnh của hai Kishiryu là Shaiin và Shadow Raputa. Hình thức này được gọi là Kosumo Armor. Nhờ vậy, chiến binh có thể sử dụng đồng thời cùng lúc hai thứ sức mạnh là ánh sáng và bóng tối. Ấn tượng hơn là anh ta còn có thể tạo ra một lỗ đen xuyên không rồi dịch chuyển đến một vị trí bất kỳ. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Kosumoso sẽ tạo thành phần đầu cho Robo Kishiryu Kosumo Raputa. Power Up Ryusou thứ 7 là Doshinso, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của hai Kishiryu là Pakigaru và Chibigaru. Tuy nhiên, Pakigaru được dựa trên hình ảnh của một loài khủng long đầu dày, đó là Stichymoloch. Chúng tồn tại vào khoảng 66 triệu năm về trước, ở cuối kỷ phấn trắng. Còn chủng loài chính thức của Chibigaru lại là một con chuột túi kangaroo, và loài động vật này thì vẫn còn tồn tại cho đến thời điểm ngày nay. Như được biết, Pakigaru là một Kishiryu đã bị phong ấn từ rất lâu, trong suốt mấy vạn năm. Trong quá khứ, nó luôn đi cùng với một người con, đó là Chibigaru. Tuy nhiên, người con này đã bị thất lạc mất, và Chibigaru cũng chính là điều kiện để Pakigaru có thể phá vỡ phong ấn đó. Chính vì vậy, đội nhóm Real Soldier đã quyết định đi tìm đứa con ấy và giúp đỡ cho hai người được đoàn tụ. Sau đó, thay lời cảm ơn đến họ, Chibigaru đã giao phó Doshinso mang sức mạnh của hai cha con cho đội nhóm Real Soldier nắm giữ. Khi sử dụng, Doshinso sẽ giúp cho người dùng được trang bị thêm một bộ giáp mang kết cấu và hình dạng dựa trên hai Kishiryu là Pakigaru và Chibigaru. Đi kèm với đó là hai chiếc găng tay nắm đấm, hình thức này được gọi là Doshin Armor. Nhờ vậy, trong chiến đấu, chiến binh có thể thực hiện các đòn tấn công mang tính liên hoàn và cực kỳ mạnh bạo cho kẻ thù, tương tự như những võ sĩ quyền Anh thực thụ. Không những thế, khả năng di chuyển và né tránh của họ cũng tăng lên đáng kể. Và tất nhiên, chiến binh cũng có thể thực hiện một cú đấm móc hạ knock out kẻ thù ngay lập tức. Không chỉ vậy, Doshinso còn giúp chiến binh sở hữu một khả năng đặc biệt nữa, đó chính là các đòn đấm của họ có thể phá vỡ những thứ ở bên trong, nhưng bên ngoài lại không phải chịu tác động quá lớn. Điển hình là với chiêu thức Dinosonic Blow, chiến binh sẽ thi triển một loạt cú đấm ở khoảng cách xa, mang hình dạng của những năng lượng sóng âm về phía kẻ thù để phá nát toàn bộ bên trong xương của hắn, ngay cả khi họ chẳng cần đứng gần. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Doshinso sẽ tạo thành phần đầu cho Robo Kishiryu Pakigaru. Power Up Ryusou thứ 8 là Hiehieso, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của Kishiryu Pteradon, được mô phỏng theo hình dáng của một loài thần lần bay, đó là Pterosaur. Sự tồn tại của loài này đã có từ 228 triệu năm về trước, ở cuối kỷ Tam Điệp. Chúng còn được mệnh danh là vị chúa tể của bầu trời cổ đại, sở hữu một kích thước lớn nhất trong tất cả các loài động vật biết bay. Như được biết, trong quá khứ, Pteradon là một cơ khí đã bị phong ấn bởi tên quái vật Purisasu. Hắn chính là kẻ đã nhốt nó vào trong hình dạng nhỏ rồi đẩy nó xuống dưới đáy đại dương. May mắn thay là Pteradon đã được Mosarekusu cứu sống. Cho đến thời điểm hiện tại, nó đã được đưa đến cho các Real Soldier nhằm để tìm kiếm sự giúp đỡ từ họ. Tuy nhiên, cho đến sau cùng, bằng ý chí muốn bảo vệ đồng đội, chính bản thân nó đã tự mình phá vỡ phong ấn, chuyển về hình dạng gốc. Dù vậy, Pteradon vẫn quyết định giao phó Hiehieso cho đội nhóm Real Soldier như để thay lời cảm ơn. Khi sử dụng, Hiehieso sẽ giúp cho người dùng được trang bị thêm một bộ giáp mang kết cấu và hình dạng dựa trên Kishiryu Pteradon. Hình thức này được gọi là Hiehie Armor. Trong chiến đấu, chiến binh có thể thi triển các đòn tấn công dựa trên sức mạnh của băng nhằm tạo ra vô số các cú đánh phá băng hoặc nổ băng trên người của kẻ thù để sát thương chúng. Ví dụ là với chiêu thức Blizzard Dino Slash,
chiến binh sẽ tích tụ một lượng băng cực lớn vào vũ khí. Sau đó, anh ta sẽ giải phóng toàn bộ chúng bằng một cú chém từ khoảng cách xa tới mục tiêu. Khi chúng đòn, kẻ thù sẽ bị đóng băng tới chết. Không chỉ vậy, bộ giáp này còn giúp cho người dùng sở hữu khả năng bay lượn ở trên không với một tốc độ khá cao. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Hie Hie So sẽ tạo thành phần đầu cho Robo Yoku Ryuo. Power Up Ryuso thứ 9 là Max Ryuso. Khác hơn so với đại đa số các loại Ryuso khác, khi chúng luôn nắm giữ linh hồn của một Kichiryu nào đó, thì ở bên trong Max Ryuso lại được lưu giữ linh hồn của Nada khi anh ta qua đời. Và thứ Ryuso này cũng được tạo ra bởi chính Nada, dành riêng cho chiến binh Ryuso Red. Khi sử dụng Max Ryuso trên thiết bị Max Ryuso Changer, nó sẽ giúp cho chiến binh được trang bị một bộ giáp ở toàn thân mang kiểu dáng và kết cấu có phần khá giống với bộ giáp Gaisogu. Hình thức này được gọi là Max Ryuso Red. Khi ở hình dạng này, chiến binh sẽ được tối đa hóa khả năng tấn công cũng như anh ta có kết hợp sức mạnh của hai loại Ryuso phụ trợ bất kỳ lại với nhau nhằm để thực hiện các chiêu thức mang tính hủy diệt rất lớn cho đối thủ. Đây cũng chính là hình thức biến đổi cuối cùng và mạnh mẽ nhất của anh ta. Ngoài ra, Max Ryuso cũng là chiếc Ryuso duy nhất không có chế độ hiệp sĩ. Bởi vì đơn giản thôi, cơ cấu của nó chỉ có thể được sử dụng duy nhất trên thiết bị Max Ryuso Changer. Kế đến là phần loại nhóm thứ tư được gọi là Legend Sentai Ryuso. Đây là những chiếc Ryuso được dựa trên hình dạng của các cơ khí trong một số chiến đội Sentai tiền nhiệm. Khi kích hoạt, chúng sẽ cho phép người dùng có thể sử dụng sức mạnh của các chiến binh trong quá khứ tương ứng với biểu tượng trên mỗi Ryuso mà đại diện cho họ. Legend Sentai Ryuso thứ nhất là Lupin Ranger Soul, được xuất hiện duy nhất trong tập phim đặc biệt giữa ba chiến đội là Ryusoldier, Lupin Ranger và Past Ranger. Khi sử dụng, người dùng có thể biến đổi thành các chiến binh Lupin Ranger tương ứng và họ sẽ có được những khả năng phá khóa trôm đầu giống hệt như đội nhóm tiền nhiệm của mình. Công dụng của chúng có phần khá giống với các Ranger Key từ series Gokaiger thì phải. Legend Sentai Ryuso thứ 2 là Kira Major Soul, được xuất hiện duy nhất trong tập phim đặc biệt giữa hai chiến đội Kira Major và Ryusoldier. Khi sử dụng, nó sẽ giúp cho người dùng được trang bị thêm một bộ giáp vai mang kiểu dáng dựa trên biểu tượng của chiến đội Kira Major. Hình thức này được gọi là Kira Major Armor. Tuy nhiên, chưa rõ chính xác khả năng đặc biệt của nó mang lại là gì, nhưng chắc chắn bộ giáp này cũng sẽ tăng cường khả năng tấn công cho chiến binh hoặc là sở hữu một thứ sức mạnh tiềm ẩn gì đó từ chiến đội Kira Major chẳng hạn. Cuối cùng là phân loại nhóm thứ 5 được gọi là các Ryuso đặc biệt. Ryuso đặc biệt thứ nhất là Puran Kuso, mang ngoại hình của một hộp sọ khủng long. Trong tập 23 đã chỉ ra rằng đây chính là hình dạng của các Ryuso phụ trợ khi chúng bị hết tuổi thọ. Tuy nhiên, trong toàn bộ tập phim thì chưa thấy nói gì đến việc các Ryuso hết tuổi thọ đó sẽ được dùng để làm gì. Chỉ biết rằng chúng luôn được các chiến binh cất đi chứ không hề vứt bỏ. Hoặc Puran Kuso cũng có thể hiểu là trạng thái nghỉ của các Ryuso phụ trợ bởi vì chúng luôn được các chiến binh dắt ở bên hông phải của mình. Khi cần thiết, họ sẽ biến nó trở thành hình dạng mặc định rồi sử dụng. Ryuso đặc biệt thứ hai là Kanaeso, nắm giữ sức mạnh và linh hồn của một Kichiryu ảo mộng, đó là Kanaeso Ryu. Và mình thì chưa rõ chính xác nó được dựa trên hình ảnh của loài khủng long nào cả. Nếu các bạn biết, hãy comment phía bên dưới và bình luận nhé. Tuy nhiên, Ryuso này lại chưa từng được sử dụng. Nó chỉ được nghe kể rằng khi kích hoạt, Kanaeso sẽ biến mọi điều ước nguyện của người dùng trở thành hiện thực. Thực chất, đây chính là một Ryuso huyền thoại, được cho là nguồn gốc của sự tranh chấp trong bộ lạc Ryuso ở quá khứ. Từ thuở xưa, Kanaeso đã ghét việc vì bản thân mình mà xảy ra tranh chấp, sự tồn tại của nó đã gây ra quá nhiều tổn hại. Chính vì vậy, Kichiryu Kanaeso Ryu đã trốn xuống dưới đáy biển để không một ai có thể tìm thấy nó. Mãi cho đến thời điểm sau này, Kanalo đã vô tình phát hiện ra Kanaeso dưới biển và anh ta đã mang nó lên bờ. Tuy nhiên, các thành viên trong nhóm thì bắt đầu xảy ra tranh cãi vì không ai tìm ra được cách sử dụng hợp lý nhất. Chỉ cho đến khi cô đã lắng nghe được tiếng nói từ Kanaeso và biết được câu chuyện mang ý nguyện của nó, đó chính là sự hòa bình. Nên họ đã cùng nhau quyết định đưa Kanaeso bay lên bầu trời rồi biến mất, chấm dứt mọi cuộc chiến tranh giành vì nó.
Ryuso đặc biệt thứ 3 là Hajimari no Ryuso. Cấu tạo của nó trông có phần tương tự như Red Ryuso, nhưng chiếc này được khoác trên mình màu sắc giống với đá hổ phách. Thực chất, đây là một Ryuso chưa chứa bất kỳ một sức mạnh nào ở bên trong nó cả. Theo lời kể của Noeru, trong quá khứ, có một người bí ẩn nào đó của bộ tộc Ryuso đã tặng một số chiếc Ryuso này cho người thân của anh ta. Hay nói một cách chính xác hơn, đó như là một sự trao đổi với các bảo vật Ruban gì đó. Cho đến thời điểm ngày nay, Noeru đã tìm ra chúng và anh ta đã quyết định lấy Hajimari no Ryuso để làm vật mẫu nhằm chế tạo ra các Lupin Ranger Ryuso dựa trên sức mạnh từ các thiết bị cơ khí của đội nhóm Lupin Ranger. Ở cuối tập phim đã chỉ ra rằng Noeru còn tặng những chiếc Ryuso đặc biệt này cho đội nhóm Ryusoldier để họ có thể toàn quyền sử dụng trong tương lai. Vậy là trên đây, mình đã tổng hợp xong toàn bộ các Ryuso rồi. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của kênh mình nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn!